Chào mừng các bạn đến với các bài học của Trung tâm Đào tạo Thú y trực tuyến chất lượng cao VietVet. Hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn bài học về cái phòng trị bệnh thương hàn ở trên gà. Thì đây là một bệnh truyền nhiễm của gà và gà Tây, nó thường do vi khuẩn gây ra. Chúng ta hay gọi bệnh này là cái bệnh bạch lỵ ở trên gà con. Đây các bạn, đây là từ chuyên môn của tiếng Anh. Và nó thường xảy ra ở thể cấp tính. Còn khi chúng ta gọi là bệnh thương hàn trên gà thì đây, đây là cái tên của bệnh thương hàn. Thì thường là ở thể cấp tính và mãn tính ở gà trưởng thành, cho nên các bạn chú ý. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đến phần đặc điểm. Thì đây là bệnh do vi khuẩn gây ra, thuộc cái giống là Salmonella. Thì chủ yếu của cái bệnh này là nó gây ra ở trên gà và gà Tây. Cúc, trĩ, vịt, công, chim sẻ hay là chim hoàng yến thì nó cũng có thể mẫn cảm. Thường đối với bệnh này thì cái con mái nó sẽ phổ biến hơn chỉ cái con trống, nên các bạn chú ý. Gà bệnh mà khi nó đẻ trứng thì cái tỷ lệ vi khuẩn nhiễm ở trong cái lòng đỏ nó cao hơn nhiễm ở phía ngoài của cái vỏ trứng. Cái tỷ lệ trứng nhiễm bệnh là khoảng 33%, nên các bạn cũng chú ý vấn đề quan trọng đó. Về cái đường lây truyền, quan trọng nhất là các bạn chú ý là qua trứng. Gà mái nó mang vi khuẩn trong buồng trứng, cho nên trứng đẻ ra nó sẽ bị nhiễm khuẩn. Gà trống bệnh mà đạp mái thì gà mái nó sẽ bị lây bệnh. Trứng được thụ tinh nó sẽ cũng sẽ bị nhiễm khuẩn. Ngoài ra thì cái bệnh này nó có thể lây qua đường tiêu hóa hoặc là tiếp xúc. Đối với đường tiêu hóa thì có thể lây qua thức ăn, nước uống bị ô nhiễm hay là cái dụng cụ chăm sóc, vận chuyển gà con, mái ấp hay là mái nở. Và đường tiếp xúc đó là giữa gà bệnh và gà khỏe. Thì đó là một số các đặc điểm. Tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần triệu chứng. Thì ở trên gà con thường nó là ở thể cấp, xảy ra trên gà dưới 3 tuần tuổi. Và cái con nó sẽ không có đạp bể vỏ trứng dẫn đến chết như trong cái hình ảnh các bạn thấy đây. Cái con nó sẽ không có đạp bể được cái vỏ trứng và sẽ bị chết. Thì một đặc điểm nữa là nếu như mà con nó nở được ra thì nó sẽ rất là yếu và thường nó sẽ ủ rũ, xù lông hay là xả cánh như trên hình các bạn thấy đây. Thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng cuối cùng cũng là chết. Thường đối với các con gà mà khi mà nó nở ra được đó các bạn thì nó thường nó nhỏ hơn so với các con gà khỏe. Cho nên các bạn cũng lưu ý vấn đề này. Thì một cái triệu chứng tiếp theo nữa đó là cái bụng nó hay trễ xuống do cái lòng đỏ nó không tiêu. Đây các bạn, như bạn thấy cái hiện tượng con gà này đây, cái bụng nó bị trễ xuống. Và cái phân thì các bạn chú ý là thường là cái phân trắng bệt vào hậu môn như hình ảnh này các bạn thấy đây. Một cái triệu chứng nữa đó là thường hay nó có cái đốm casein trắng đục ở trong nhãn cầu. Đây, như hình ảnh này rất là cụ thể đó các bạn. Đây là cái đốm casein ở trong nhãn cầu. Hay là các cái điểm mờ đục ở trong giác mạc. Thì đối với cái bệnh này nó có thể gây ra hiện tượng viêm khớp ở trên gà. Cho nên các bạn chú ý đây là hiện tượng viêm xương khớp. Thường thì cái tỷ lệ chết nó cao vào khoảng giữa tuần thứ nhất cho đến giữa tuần thứ ba. Thì đó là một số các đặc điểm triệu chứng ở trên gà con. Còn đối với gà lớn thì thường hay có các cái triệu chứng ở cái thể cấp và thể mãn. Với cái thể cấp là hiện tượng giảm ăn, đột ngột, giảm sản lượng trứng và cái tỷ lệ chết cao trong 5 đến 10 ngày đầu. Thường là thân nhiệt nó cỡ khoảng 41 đến 43 độ. Còn đối với thể mãn ở trên gà lớn thì các bạn thường sẽ gặp một số triệu chứng như là đẻ ít, đẻ không đều hay là ngừng đẻ, trứng nó có vỏ xù xì, dính máu ở vỏ hay là trong cái lòng đỏ, phân thì lúc bón lúc tiêu chảy. Thì đó là một số các đặc điểm triệu chứng của bệnh ở trên gà lớn. Thì tiếp theo chúng ta sẽ đi đến cái phần về bệnh tích. Đối với bệnh tích thì ở trên gà con các bạn sẽ thấy là cái lòng đỏ không tiêu, mềm nhão và thường nó có màu xám xanh. Đây là hiện tượng lòng đỏ không tiêu đó các bạn. Rất là dễ để chúng ta lưu ý. Và một đặc điểm bệnh tích nữa đó là cái lách nó thường hay sưng to gấp 2 đến 3 lần. Đây là lách sưng rất là to.
Và tiếp theo các bạn sẽ thấy các cái hiện tượng gan, sưng, xuất huyết và hoại tử. Đây các bạn sẽ thấy đây hiện tượng gan sưng. Có những cái hoại tử đốm hay là những cái hoại tử màu trắng ở đây đây các bạn. Thì tiếp theo nữa đó là các cái bệnh tích về các cái hoại tử ở trong tim. Như các bạn thấy đây, các cái hoại tử màu trắng rất là rõ. Hoặc là trên phổi, đây các bạn, đây là các cái đốm hoại tử rất rõ. Hoặc là các bạn cũng có thể thấy được các cái hiện tượng như là ruột bị viêm xuất huyết, hoặc là tạo ra các cái vết loét ở ruột. Đây như hình ảnh này đây các bạn. Thì thường thì manh tràng nó sẽ chứa đầy phân trắng. Đây cũng là một đặc điểm các bạn cần lưu ý. Và chúng ta cũng sẽ bắt gặp cái hiện tượng là hoại tử ở cái thành ở bên ngoài của cái mề. Đây các bạn, đây là cái đốm hoại tử trắng đây. Thì khi các bạn mổ khám chúng ta sẽ nhìn thấy rất là rõ. Còn nếu trong cái trường hợp cấp tính thì chúng ta có thể thấy là cái phổi nó sẽ bị có cái màu nâu như thế này đây các bạn. Đây là trường hợp cấp tính. Thì đối với gà lớn thì các bạn sẽ thấy cái hiện tượng đó là viêm buồng trứng hay là ống dẫn trứng hoặc là thoái hóa buồng trứng. Đây các bạn, đây là hình ảnh thoái hóa buồng trứng. Chúng ta không còn nhận rõ được buồng trứng nữa. Còn đây là hiện tượng viêm sưng, đó là buồng trứng. Thì đối với các dạng này thì trứng nó sẽ hay méo mó và nó có nhiễm những cái màu sắc khác như là màu vàng sậm, màu hồng đen, hoặc là trứng nó sẽ bị dị hình kéo dài hay là nó có cuống. Thường thì nếu trứng mà nó bị vỡ ở bên trong thì nó sẽ làm hiện tượng viêm phúc mạc và hình thành cái sợi fibrin ở bên ngoài cơ quan nội tạng, như là trên hình các bạn thấy đây là hiện tượng viêm phúc mạc và hình thành sợi fibrin rất là rõ. Thì đó là một số cái bệnh tích để chúng ta có thể nắm được cái bệnh này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến phần về chẩn đoán phân biệt. Để chẩn đoán phân biệt thì chúng tôi muốn lưu ý đến các bạn một số vấn đề như là bệnh bạch lỵ thì chúng ta sẽ phân biệt với nấm phổi. Thì chúng tôi sẽ có một bài phân tích chi tiết sau, nhưng mà ở đây chúng tôi sẽ phân tích một số đặc điểm để các bạn có thể nhận biết. Ví dụ như là trên nấm phổi thì chúng ta sẽ không thấy hoại tử các cơ quan. Và cái bệnh tích ở trên phổi là chủ yếu, nó có những cái u nấm. Thì cái bệnh nấm phổi này các bạn có thể tìm đọc ở trên kênh YouTube của Vietvet, chúng tôi đã có phân tích cụ thể rồi. Thì tiếp theo chúng ta sẽ phân biệt cái bạch lỵ với cầu trùng. Thường thì cái phân cầu trùng nó đỏ nâu, còn cái phân bạch lỵ thì như vừa rồi chúng tôi nói với các bạn, nó có màu phân trắng. Còn đối với tụ huyết trùng thì các bạn chú ý là thường nó sẽ có cái triệu chứng hô hấp, còn bạch lỵ thì không. Và cái hoại tử ở trên gan của tụ huyết trùng đó là cái hoại tử đầu đinh ghim. Còn so với cái bạch lỵ như vừa rồi tôi nói đấy các bạn, nó là cái đốm hoại tử. Còn so với Marek thì thường Marek nó sẽ có các cái u ở trên gan hoặc là các cái cơ quan khác. Còn cái thương hàn thì nó chỉ có gan sưng, các cái đốm hoại tử thôi, nó không có các cái u, nên các bạn chú ý vấn đề này. Thì đó là chúng ta cần phải phân biệt một số bệnh. Tiếp theo chúng ta sẽ đến cái phần phòng trị bệnh này. Thì thường các bạn dùng kháng sinh để điều trị, nhưng mà cái kháng sinh nó chỉ làm giảm tỷ lệ chết thôi, mà nó không có tiêu diệt cái toàn bộ căn bệnh này hoàn toàn. Thường kháng sinh các bạn có thể dùng như là streptomycin, nhóm tetracycline hay là enrovloxacin, hoặc các bạn có thể dùng cái nhóm sulfonamide như là sulfakinoxaline 0.1% chúng ta trộn thức ăn trong 2 đến 3 ngày. Các bạn chú ý là cái liều phòng thường là bằng 1/2 liều trị. Thì các bạn chú ý là chúng ta cần phải vệ sinh thú y, tức là vệ sinh các cái trạm áp, trứng áp hay là cái khai. Chúng ta hãy chú ý làm cái hiện cùng vào cùng ra và định kỳ kiểm tra loại bỏ những cái con dương tính với bệnh này. Và các bạn chú ý là chúng ta cần phải trộn kháng sinh trong thức ăn hay là nước uống để phòng phụ nhiễm. Đối với vaccine thì các chúng ta có thể chủng ngừa cho gà đẻ lần đầu 6 tuần tuổi và tái chủng sau đó 12 tuần. Và các bạn chú ý là sau mỗi lần chủng ngừa thì phải tiêu độc dụng cụ, chai lọ và vaccine thừa. Thì đó là cái bài học của chúng ta. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Đừng quên ấn đăng ký kênh YouTube của Vietvet cũng như là chia sẻ kiến thức đến với mọi người. Thì còn thắc mắc gì về cái khóa đào tạo thú y trực tuyến của Vietvet, các bạn liên hệ với bác sĩ Dương.